Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7, trang 18 đến trang 23. Sách kết nối tri thức với cuộc sống, bài 4, giữ chữ tín. Thì mục tiêu của bài 4 này đó là chúng ta sẽ trình bày được chữ tín là gì, biểu hiện của sự chữ tín và vì sao phải giữ chữ tín. Phân biệt được cái hành vi giữ chữ tín và không giữ chữ tín. Luôn giữ lời hứa với người thân, thầy cô, bạn bè và người có trách nhiệm. Phê phán những người không biết sự chữ tín. Mở đầu, giữ chữ tín là giữ niềm tin, một phẩm chất đạo đức cao quý, là sợi dây bền chặt liên kết con người với nhau, giúp mỗi người thành công hơn trong các công việc và cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội ổn định và phát triển. Thì bài học này sẽ giúp các em hiểu được thế nào là giữ chữ tín, biết giữ chữ tín qua những cái việc làm cụ thể như thực hiện đúng lời hứa là cam kết trung thực và lời nói, việc làm. Trong cuộc sống thì có khi nào em đã cam kết hoặc là người khác cam kết với em một điều gì đó mà không thực hiện chưa? Lúc đó thì em cảm thấy như thế nào? Rồi tiếp theo là khám phá một nhỏ dự chữ tín và biểu hiện của sự chữ tín. Chữ tín là gì? Em hãy đọc câu chuyện dưới đây và trả lời câu hỏi. Cậu bé đánh giày. Vào một ngày trong lúc đứng đợi ở ga tàu để đi công tác, vị đạo diễn thấy một cậu bé đánh giày đi đến hỏi, ông có muốn đánh giày không? Đạo diễn cúi đầu nhìn đôi giày mới đánh bèn lắc đầu. Vừa bước đi được mấy bước thì đột nhiên ông thấy cậu bé mặt đỏ bừng chạy về phía trước khẩn cầu. Thưa ông, cả ngày hôm nay cháu không có gì vào bụng, không có thể cho cháu vay ít tiền được không? Cháu sẽ cố gắng đánh giày đảm bảo sau một tuần là có thể trả lại tiền cho ông. Vị đạo diễn nhìn bầu dạng cậu bé trong tâm có chút thương cảm liền móc túi đưa cho cậu mấy đồng. Cậu bé cảm kích nói, cháu cảm ơn ông nhiều ạ. Đạo diễn lắc đầu, những đứa trẻ như thế này ông đã gặp nhiều rồi. Nửa tháng sau, khi dường như đã hoàn toàn quên đi câu chuyện đó, vị đạo diễn lại có dịp đi qua nhà ga nọ. Ông bỗng nhìn thấy một cậu bé gầy gò từ xa chạy tới, người ướt đẫm mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa nói, cháu đã ở đây đợi ông rất lâu rồi, hôm nay mới gặp được ông để trả lại tiền. Vị đạo diễn nhìn những đồng tiền vẫn còn ướt do mồ hôi trên tay cậu bé, trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn lại cậu bé một lần nữa, ông chợt phát hiện thấy cậu bé chính là người mà mình luôn muốn tìm cho vai diễn mới. Nhiều năm sau, cậu bé đánh giày năm nào đã trở thành chủ tịch của một công ty văn hóa điện ảnh. Theo lời van xin của cậu bé đánh giày và chuyện không ngờ sau 15 ngày, báo Dân Sinh ngày 11 tháng 12 2016. Như vậy thì các em vừa theo dõi cái câu chuyện thì chúng ta sẽ trả lời câu hỏi. A. Vì cậu bé cố gắng tìm cách trả lại tiền cho vị đạo diễn đã thể hiện điều gì? B. Theo em thế nào là chữ tín? Thì ở câu A chúng ta thấy việc cậu bé cố gắng tìm cách trả lại tiền cho vị đạo diễn thể hiện cậu bé là một người biết trung thực, thật thà và giữ chữ tín. Thì theo em chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau. Giữ chữ tín tức là chính là giữ niềm tin của người khác dành cho mình. Tiếp theo, biểu hiện của sự chữ tín. Thì các em hãy quan sát bức tranh dưới đây và trả lời câu hỏi. Tranh 1. Thì các em quan sát ở tranh 1 ở đây. Tranh 1 thì một bạn nam. Ở đây có một bạn nam, bố và mẹ. Thì người bố nói là con đã đạt danh hiệu học sinh giỏi như đã hứa với một bố mẹ, đây là phần thưởng của dành cho con. Rồi người con mới nói là bố mẹ đang tiết kiệm tiền để sửa nhà mà. Thì bố mẹ đã hứa với người mẹ nói là bố mẹ đã hứa với con thì sẽ thực hiện lời hứa. Rồi tiếp theo tranh 2. Sao cậu không đợi tạnh mưa rồi hãy đến? Thì bạn nữ đã nói như vậy, bạn nam mới trả lời là tớ đã hẹn 8 giờ, sợ cậu phải chờ nên tớ mặc áo mưa để đến. Rồi tiếp theo, tranh 3. Tranh 3 thì các bạn đang
trồng cây thì bạn một bạn trai nói là bạn phải tháo bọc ni lông ra, nếu không cây sẽ bị chết vì uống nước đấy. Thì bạn nam kế bên nói là kệ, làm thế cho nhanh, cây trồng xuống đất rồi không ai biết đâu. Rồi tiếp theo, tranh bột. Một bạn học sinh là em cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn, em sẽ tiếp tục cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thì thầy nói là năm vừa qua bạn Thành đã giữ lời hứa và làm tốt nhiệm vụ của một lớp trưởng. Vì vậy trong năm học này các bạn tiếp tục tín nhiệm bầu Thành làm lớp trưởng. Như vậy thì qua 4 cái tranh ở dưới đây, qua 4 các bức tranh ở dưới đây thì các em hãy cho biết là những cái biểu hiện của việc giữ chữ tín và không giữ chữ tín trong các bức tranh trên, thì chúng ta trả lời là những cái bức tranh nào trong cái bức tranh nào là biểu hiện của việc giữ chữ tín và không giữ chữ tín. Rồi ở câu B thì các em hãy kể thêm một số biểu hiện của việc giữ chữ tín và không giữ chữ tín. Thì ở đây câu A chúng ta thấy tranh 1 là biểu hiện của việc giữ chữ tín vì bố mẹ giữ lời hứa khi con đạt danh hiệu học sinh giỏi. Dù cần tiết kiệm tiền để sửa nhà nhưng mà vẫn tặng con một chiếc xe đạp mới như đúng lời hứa. Còn ở tranh 2, biểu hiện của việc giữ chữ tín đó là bạn đã đến đúng hẹn mặc dù trời mưa. Còn ở tranh 3, biểu hiện của việc không giữ chữ tín là bạn không trung thực, không thống nhất giữa lời nói và việc làm vì không muốn tốn thời gian mặc kệ những hậu quả về sau. Còn tranh 4, biểu hiện của việc giữ chữ tín đó là bạn Thành đã thực hiện tốt cái trách nhiệm của bản thân, vì thế bạn đã nhận được sự tin tưởng của thầy cô và các bạn bè ở trong lớp. Rồi tiếp theo, một số biểu hiện của việc giữ chữ tín đó là ví dụ như bạn A luôn nhận lỗi khi làm sai. Rồi bạn K thực hiện đúng nội quy, quy định của trường lớp. Rồi bạn T xin nghỉ một hôm do gia đình có việc. Sau đó thì T đã mượn vở chép bài và làm bài đầy đủ như lời hứa trong giấy xin phép nghỉ học. Rồi một số cái biểu hiện không giữ chữ tín, ví dụ như bạn mờ hứa với cha mẹ là sẽ học xong bài tập rồi mới đi ngủ, nhưng bạn mờ vẫn đi ngủ dù chưa làm xong bài. Rồi bạn B mượn bạn quyển truyện và hứa là sẽ trả vào ngày hôm sau, nhưng do chưa đọc xong nên bạn không trả đúng như đã hẹn. Rồi tiếp theo số 2 nhỏ, ý nghĩa của việc giữ chữ tín. Em hãy đọc các trường hợp dưới đây và trả lời câu hỏi. 1. Một công ty ở Nhật Bản đã giao hẹn 3 triệu chiếc dao nĩa cho một công ty thực phẩm ở Mỹ vào ngày cố định. Tuy nhiên một số sự cố thiết bị đã xảy ra khiến lô hàng chỉ được hoàn tất vào trước hạn giao đúng một ngày. Thì sau khi cân nhắc kỹ thì công ty ở Nhật Bản đã quyết định thuê trọn gói một chiếc máy bay để chở toàn bộ lô hàng đến Mỹ đúng hạn như đã cam kết. Số tiền thuê máy bay vận chuyển cao gấp nhiều lần so với cái giá cước thuê tàu, khiến cho lợi nhuận của công ty ở Nhật Bản bị sụt giảm nghiêm trọng. Việc làm này đã khiến lãnh đạo công ty thực phẩm ở Mỹ vô cùng cảm động. Những năm sau đó thì họ tiếp tục đặt mua dao nĩa của đối tác Nhật Bản với cái số lượng tăng gấp nhiều lần và trở thành khách hàng thân thiết của hãng trong suốt thời gian dài. Theo sự chữ tín để xây dựng thương hiệu, báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam ngày 13 tháng 9 năm 2017. Rồi tiếp theo số 2 đó là một số bạn học sinh có thói quen vay tiền mượn đồ của bạn rồi quên không trả. Hứa rất nhiều rồi lại quên nghe lời đã hứa, ký cam kết với nhà trường rồi lại vi phạm cam kết.
thì những điều đó dần đã làm mất niềm tin của thầy cô bạn bè, gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ. Người thất tín thì rất khó thành công trong cái việc, trong cái công việc và cuộc sống. Câu hỏi ở đây là A. Việc dự trữ tín đem lại điều gì cho công ty ở Nhật Bản? Và B. Hãy nêu hậu quả của việc không dự trữ tín. Vì sao chúng ta cần phải dự trữ tín? Thì ở cái câu 1, tình huống 1 thì chúng ta thấy là việc dự trữ tín đã đem lại cho công ty Nhật Bản đó là sự tôn trọng, tin tưởng của các công ty ở Mỹ. Trữ tín là tài sản vô giá trong cái sự hợp tác giữa các công ty. Nhờ vậy mà công ty ở Mỹ đã quyết định coi công ty ở Nhật Bản là một đối tác thân thiết và hợp tác với công ty ở Nhật Bản trong thời gian dài. Còn ở câu B, việc không giữ chữ tín thì khiến chúng ta làm mất niềm tin của những người xung quanh. Chúng ta cần phải giữ chữ tín để nhận được sự tin tưởng, tôn trọng, hợp tác, dễ thành công hơn trong cuộc sống và góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Tiếp theo ghi nhớ 1. Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau. Giữ chữ tín là coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối với mình. 2. Biểu hiện của giữ chữ tín là biết trọng lời hứa, đúng hẹn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân, trung thực, thống nhất giữa lời nói và việc làm. 3. Người biết giữ chữ tín thì sẽ được coi mọi người tin tưởng, tôn trọng, hợp tác dễ dàng thành công hơn trong cái công việc, cuộc sống và góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn. Tiếp theo là phần luyện tập số 1 nhỏ, cùng các bạn tham gia trò chơi ai nhanh hơn. 1. Tìm những câu ca dao tục ngữ nói về việc dự trữ tín, ai tìm được nhanh và nhiều câu sẽ đúng sẽ được giải thắng. Rồi ở đây chia sẻ cái hiểu biết của em về ý nghĩa của những câu ca dao tục ngữ đặc biệt. Thì chúng ta sẽ, ở lớp chúng ta sẽ cùng nhau tham gia cái trò chơi này. Thì ở đây cô ví dụ những câu ca dao tục ngữ nói về việc giữ chữ tín như là hứa hương, hứa vượng, rau ngọc, bán đá, quân tử nhất ngôn, chữ tín còn quý hơn vàng, một lần bất tín, vạn lần bất tin, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ, mua danh 3 vạn, bán danh 3 đồng. Thì những câu ca dao tục ngữ này dạy chúng ta là phải biết giữ chữ tín, lòng tin của người khác đối với mình. Người giữ chữ tín tức là giữ thể diện cho bản thân, cái uy tín và giữ cho nhân cách đạo đức của chính mình. Tiếp theo số 2 nhỏ, em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào dưới đây, vì sao? A. Giữ chữ tín là coi trọng niềm tin của tất cả mọi người đối với mình. B. Làm tốt những cái công việc như cam kết chính là giữ chữ tín. C. Để giữ chữ tín thì cần phải thực hiện lời hứa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ đối tượng nào. D. Chỉ người lớn mới cần giữ chữ tín, trẻ con chưa cần phải giữ chữ tín. E. Người thất tín thì có thể được lợi trước mắt nhưng chịu thiệt hại lâu dài. Thì như vậy em đồng tình hay không đồng tình với ý kiến nào thì các em sẽ nêu ra và trả lời là vì sao. Thì ở đây chúng ta thấy ý kiến A thì chúng ta sẽ đồng tình vì giữ chữ tín, vì chữ tín nó gìn giữ các mối quan hệ tốt đẹp của con người trong cuộc sống. Còn ý kiến B em cũng đồng tình vì muốn giữ được lòng tin của mọi đối tượng với mình thì mọi chúng ta phải của mọi người đối với mình thì chúng ta phải cần thực hiện tốt cái công việc như bản thân đã cam kết. Rồi ý kiến C, em đồng tình vì giữ lời hứa trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đối với bất kỳ đối tượng nào, thể hiện cái ý thức, trách nhiệm và quyết tâm của mình khi thực hiện lời hứa đó. Còn ý kiến D, em không đồng tình bởi vì bất cứ cả ai, kể cả người lớn hoặc là trẻ con đều phải giữ chữ tín. Nếu một đứa trẻ thường xuyên hứa nhưng không thực hiện được thì sẽ làm mất niềm tin của mọi người xung quanh.
Ý kiến em đồng tình vì người thất tín thì sẽ không ai tin chúng ta nữa. Dù có làm gì thì sẽ không thể nào lấy được cái niềm tin đã mất. Tiếp theo câu 3, trong các trường hợp dưới đây, hành vi nào thể hiện giữ chữ tín, hành vi nào thể hiện không giữ chữ tín? Vì sao? A. Thờ hẹn đi xem xiếc cùng bờ nhưng nhà có việc đột xuất nên không đi được. Hờ gọi điện xin lỗi B và hẹn hôm khác sẽ đi. Rồi B. Vợ hứa với giờ là học tốt môn tiếng Anh, sẽ giúp giờ học tốt môn tiếng Anh. Tuy bận rộn nhưng mà vợ vẫn sắp xếp thời gian để mà cùng học với. Với giờ chỉ sau một thời gian ngắn thì trình độ tiếng Anh của giờ đã tiến bộ. Rồi tiếp theo, C. Tờ mượn cờ quyển truyện và hứa là sẽ trả bạn sau một tuần, nhưng do bận tập văn nghệ để tham gia biểu diễn nên tờ chưa kịp đọc. Tờ nghĩ chắc cờ đã đọc truyện rồi nên bạn vẫn giữ lại, bao giờ đọc xong sẽ trả. Rồi tiếp theo, bà X mở cửa hàng bán thực phẩm sạch, mặc dù lợi nhuận thấp nhưng bà vẫn vui vì đã góp phần bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Có người khuyên bà là nhập thực phẩm không rõ nguồn gốc về bán với cái danh nghĩa thực phẩm sạch, lợi nhuận sẽ cao hơn rất nhiều nhưng bà nhất quyết không làm theo. Như vậy thì trong các trường hợp dưới đây thì hành vi nào thể hiện giữ chữ tín, hành vi nào thể hiện không giữ chữ tín, vì sao? Thì chúng ta thấy những cái trường hợp B và D, tức là V và bà X thì đều là những người biết giữ chữ tín. Ý B vì V giữ đúng lời hứa của mình, mặc dù vô cùng bận rộn nhưng mà đã giúp giờ môn tiếng Anh. Rồi ý D, bây giờ thì vì bà X là người thống nhất giữa lời nói và việc làm, cho dù lợi nhuận hấp dẫn, cho dù cái lợi nhuận thấp nhưng mà bà vẫn đặt cái lợi ích của tập thể lên trên cái lợi ích của cá nhân để mọi người đều được sử dụng thực phẩm sạch. Còn trường hợp C, H và T là những người không giữ chữ tín. Ý A vì H đã hẹn đi xem xiếc nhưng lại không đi được. Tuy là nhiên H đã gọi điện xin lỗi B và hẹn một cuộc buổi hẹn khác để không bị lỡ hẹn với B. Rồi ý C, vì T, vì tờ trả đồ không đúng hẹn, nếu tờ chưa đọc xong thì cần xin phép C nếu bạn đồng ý mới được giữ lại quyển truyện đó. Rồi tiếp theo câu 4, em hãy đưa ra lời khuyên cho các bạn trong các tình huống sau. A. Ngày thứ bảy Y giúp mẹ bán rau, có khách đến mua rau, họ đã trả tiền và nhờ Y nhặt rau giúp, nhưng đã cuối ngày mà không thấy người khách quay lại. Mình làm thế nào nhỉ? Rồi B. Bố mẹ hứa sẽ mua đàn cho M nếu bạn đạt danh hiệu học sinh giỏi. M cố gắng học và đạt danh hiệu đó, nhưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, công việc khó khăn, thu nhập giảm nên bố mẹ vẫn chưa mua đàn cho M. Có phải như vậy là bố mẹ không giữ lời hứa? Như vậy thì ở câu A chúng ta sẽ khuyên Y như thế nào? Sẽ khuyên Y đợi khách thêm một chút thời gian, một chút thời gian nữa. Nếu hôm nay khách quên không đến lấy rau thì em sẽ nói với mẹ để trả lại tiền cho khách. Rồi tiếp theo B, M là một bạn biết giữ chữ tín khi cố gắng thực hiện tốt nhiệm vụ của bản thân để đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nếu là M thì em sẽ thông cảm với bố mẹ, em sẽ xin bố mẹ mua một món quà có giá trị vật chất nhỏ hơn, như là một quyển sách hoặc là một hộp màu thay cho phù hợp với cái thu nhập, điều kiện kinh tế của gia đình.
Rồi tiếp theo phần vận dụng là chúng ta sẽ viết một đoạn văn bày tỏ cái suy nghĩ của em về lời khuyên hãy tiết kiệm lời hứa. Thì ở đây cô ví dụ một cái đoạn văn tham khảo. Thì có thể nói giữ lời hứa là một trong những cái việc làm khó khăn nhất của con người. Vì trước khi hứa là phải suy nghĩ cẩn thận xem mình có đủ khả năng để thực hiện lời hứa đó hay không. Và đã hứa thì phải giữ, nếu không thực hiện được thì phải gánh chịu hậu quả. Không được che giấu, lờ đi hoặc là đổ lỗi cho người khác. Việc giữ lời hứa không chỉ chứng minh rằng bạn là người đáng tin cậy mà còn chứng minh bạn rất là đáng để người khác ủy thác trách nhiệm. Còn nếu không giữ lời hứa thì người khác sẽ không những không tin bạn mà còn xa lánh bạn. Ví dụ như bạn rất tin tưởng và giao cho một công việc rất quan trọng cho một người bạn, nhưng người đó lại không thực hiện mà ngược lại, họ tìm cớ để đùn đẩy trách nhiệm cho cái việc không giữ lời hứa đó, không thực hiện vì những cái nguyên nhân này, nguyên nhân khác. Nghe rất êm tai nhưng sự thật đằng sau lại đó, người đó lười quên. Thì bạn cảm thấy như thế nào khi bị lừa dối và không được tôn trọng? Nếu bạn cũng làm vậy với những người khác thì lời hứa của bạn chẳng có chút giá trị nào cả và uy tín của bạn cũng từ đó mà giảm sút. Vì thế lời hứa cũng cần phải tiết kiệm. Mỗi người đều chỉ nên nói ra lời hứa khi bản thân có thể làm được và phải cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa đó. Tiếp theo số 2 nhỏ là các em sẽ cùng các bạn trong nhóm xây dựng và biểu diễn một cái tiểu phẩm về chủ đề giữ lời chữ tín trong học sinh, ví dụ như giữ lời hứa trung thực trong thi cử. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn giáo dục công dân lớp 7 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Thì sau khi xong xem xong các em thấy thích thì hãy nhấn like và chia sẻ cho mọi người cùng xem và đừng quên đăng ký kênh thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.